Này em trai, sao Tết nhất mà chở ông đóng đồ mà dắt bộ vậy? Xe bị sao vậy? Dạ. Hả? Anh... Có gì cứ nói đi, không sao đâu. Có gì tôi giúp cho. Anh... Anh có 500 ngàn không? Cho em xin em đổ xăng em về quê. 500? Quê cậu đâu? Dạ, em với Tiền Giang anh. Ở Tiền Giang hả? Rồi chạy xe này về hả? Nghe nè, xếp đây. Tôi nói con nghe nè, mày mốt lỡ có lừa thì kiếm cái trò gì mới mới lừa. Ý sao chứ cái trò cũ hoài vậy? Không có, em không có lừa thiệt. Tại vì khó khăn lắm, thiếu thốn lắm, em mới dám mở miệng em hỏi vậy. Chứ em cũng không dám hỏi nữa, em sợ người ta chửi em. Em làm công nhân á, mà gần Tết rồi cái người ta cắt giảm nhân sự, cái em không có được đi làm 2 tháng nay rồi. Mà mẹ em dưới quê bệnh nữa, em không có tiền về quê thăm mẹ em nữa. Em không biết sao về quê ăn Tết nữa. Anh có anh cho em đỡ 500 nha. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi may mắn hơn cậu, ba mẹ đầy đủ nên tôi hiểu. Mà nói nghe nè, lỡ mai mốt mình có khổ á thì tìm cái cách nào nói chuyện cho người ta giúp đỡ mình. Chứ tôi nói cậu nghe nè, đổ chừng 50 ngàn thôi là đủ về tới quê rồi đó. Đâu mà xin 500 ngàn dữ vậy nha. Mai mốt lựa lời nói cho đàng hoàng xíu, dễ nghe, hiểu không? Đứng đợi tôi xíu. Nè, cho cậu 1 triệu. Em xin có 500 mà sao anh cho? Cất đi, còn dư nhiêu á ăn uống nữa, rồi Tết có gì á sắm sửa cho nhà cửa nha. Cảm ơn anh. Đi kiếm chỗ đổ xăng đi rồi đi. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ừ, lên xíu nữa quẹo ngã ba có chỗ đổ xăng á. Cảm ơn anh. Cô ơi, cô nè, có gì vậy anh? À, dạ tôi sao anh nói đi. Tôi muốn xin tiền cô á. Cô cho tôi 500 đi, tôi mua đồ ăn với tôi mua xăng tôi chạy về quê tôi được không? Cái gì 500 hả? Trời đất ơi, anh xin gì mà khôn quá vậy. 100-200 không biết là người ta còn suy nghĩ lại chứ nghĩ sao mà xin 500. Anh xin cái kiểu này chắc mau giàu lắm ha. Không có đâu cô. Cô đừng nghĩ vậy. Tại bước đường cùng quá cho nên là tôi mới dám mở miệng tôi hỏi vậy. Chứ tôi cũng không biết mở miệng xin người ta làm sao nữa. Mẹ tôi dưới quê bệnh rồi, bây giờ tôi không có tiền để về quê. Tôi không biết sao lo cho mẹ tôi nữa. Cô cho tôi nha cô. Tôi đang nỉ cô luôn. Tôi lại cô luôn. Cô cho tiền tôi đi. Nè, 500 thôi cũng được. Anh đứng lên đi, đừng có làm vậy kỳ lắm. Nè, anh đứng lên đi. Tôi đang nghĩ cô á. Nói chung thì bây giờ tình hình kinh tế cũng khó khăn lắm. Thì tôi biết á, công nhân như tụi anh thì cũng khó khăn này kia. Thôi, nè, tôi có chút đỉnh nè, gửi anh có gì đổ xăng về quê nha. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Ê, cái đàn kia, dám lừa người ta hả mày? Hả? Đi vô đây. Tại sao vậy? Em lại anh á. Anh tha cho em đi. Em bước đường cùng quá em mới làm vậy. Nhưng em không dám làm gì đâu. Anh bố em dám, không dám nữa. Em thề luôn á. Em thề. Tao không đánh mày đâu. Mày đừng có sợ. Tao biết mày làm như vậy là có ý giúp người. Nhưng làm như vậy là sai, mày hiểu không?
để ý cái tay một xíu nha, chứ để mai mốt nó nặng thêm á. Ừ, mà tôi cảm ơn anh nha. Tôi với anh Tiên không có thân thiết gì hết, nhưng mà anh vẫn giúp đỡ tôi. Mà tính ra cái số tôi khổ, sống ở trên đây một thân một mình à. Gần Tết tới nơi rồi mà còn bị tai nạn lao động nữa. Nếu mà không có anh giúp đỡ, tôi biết phải làm sao. Thôi, đừng nói vậy. Tôi với cô á cũng như hàng xóm với nhau, ở chung khu mà. Với lại tôi cũng là trẻ mồ côi á, cho nên là tôi hiểu nỗi lòng của cô. Đừng buồn đó nha. Thôi, đi về. Con nghe nè mẹ. Dạ dạ dạ, con tới liền. Dạ dạ dạ. Em với cô Mai á chỉ là hàng xóm thôi à. Nhưng mà cuối năm rồi cái cô ấy bị tai nạn, xong rồi công ty đuổi cổ. Cái tai cổ bây giờ á là phải phẫu thuật, chứ không á là bác sĩ nói là hoại tử, không có đi làm được nữa. Em cũng muốn giúp cổ lắm nhưng mà em nghèo quá cho nên em không biết bằng cách nào á. Nên là em mới bày ra cái trò này để kiếm tiền em giúp cổ. Em nói thiệt luôn á. Thôi được rồi, anh biết mày làm như vậy là có ý tốt. Nhưng mày lợi dụng lòng thương của người khác á một cách quá đáng như vậy á là sai, mày hiểu không? Nếu mà có khó khăn quá thì đi tìm á Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Còn không á, mày muốn người ta giúp mày á, mày phải nêu rõ cái sự việc của mày như thế nào để người ta còn giúp. Chứ mày làm như vậy là quá sai rồi. Mà anh đừng bắt em lên công an nha. Em lại luôn, năn nỉ anh luôn á. Nếu mà tao bắt mày lên công an thì nãy giờ tao nói chuyện với mày làm gì? Em biết rồi. Thôi giờ vậy nè, chị hiểu rồi, cảm ơn chị đi. Em cảm ơn chị. Giờ cô Mai tình hình sao? Dạ, cô Mai mới đi tới khám về. Xong rồi cái bác sĩ nói á là tuần sau phải nhập viện để phẫu thuật cái tay. Giờ cô Mai ở đâu? Dẫn anh lại đó, có gì anh giúp cho. Chị Mai chị ở đây hả? Dạ. Anh ngồi ở đây đợi đi. Để tôi tự nhiên. Cô Mai ơi, ngay đây. Ngay đây. À, chào chị Mai. Chào. Anh ngồi. Có chuyện gì vậy cô Huy? Tôi mới biết ảnh nè. Cái tôi kể hoàn cảnh của cô cho anh nghe á. Cái anh nói là để anh xuống anh tìm hiểu, xong rồi anh giúp đỡ á. Chị Mai nè, tôi cũng biết cái hoàn cảnh của chị và câu chuyện của chị. Chị yên tâm đi. Tôi thấy anh Huy này giúp đỡ chị á, tôi vô tình thấy thôi. Cũng may mắn là tôi ở trong cái hội tình bằng hữu, hội từ thiện á. Bây giờ tôi có ít chi phí nè, gửi cho chị để điều trị cái tay của chị. Cái tay này tôi nghiên cứu á, nếu mà không trị sớm á, có thể xấu nhất á là mình có thể cắt bỏ đó chị. Bây giờ cố gắng vui vẻ lên. Bây giờ tôi trao chị cái phần quà này để cho chị điều trị nha chị. Nhưng mà chị cứ nhận đi, đừng có ngại. Tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Quan trọng á bây giờ vui vẻ lên. Quà thì cũng nhận rồi. Giờ cũng sắp Tết rồi. Bây giờ tôi cũng có mua ít quà, bánh chưng đồ đó, thức ăn bây giờ á mình dọn ra, mình ăn đi cho nó vui, có không khí Tết. Vậy thôi cô ngồi đây đi, tôi xuống tôi lấy chén lên tôi dọn ăn ha. Đúng rồi. Cậu đi thẳng rẽ trái nha. Tôi biết rồi. Dạ. Đây là gà lạc hấp. Dạ. Ngon chưa? Còn một món nữa. Đây là tôm.